Cái tình hình thị trường âm nhạc ở đây thì với internet hiện nay thì rất dễ để có thể download một bản nhạc mà không cần phải trả phí. Thì đối vậy thì đối với người nghệ sĩ thì cảm thấy là nản lòng khi mà các cái tác phẩm của mình mà các đứa con tinh thần của mình khi đưa ra thì lại cũng không được có một cái gọi là một tí gọi hồi đáp nào về. Vì như trước đây thì nghệ sĩ Đức Trí, anh ấy có một công ty âm nhạc và anh ấy đã nói rằng là hiện nay các nghệ sĩ không muốn sáng tác nữa, bởi vì là cứ sáng tác ra thì lại bị mọi người download miễn phí và thấy cảm thấy rất là nản lòng khi sáng tác và họ không muốn sáng tác nữa. Và gần đây thì theo trong cái chương trình mà nghe có ý thức của các nhạc sĩ thì nghệ sĩ Huy Tuấn cũng nói rằng là hiện nay cái chất lượng âm nhạc của Việt Nam rất là thấp. Mọi người nói là nhạc thị trường thế nọ thế kia, nhưng cũng một phần là do là mọi người quen nghe những cái gì mà sẵn có, vì vậy không trả tiền, vì vậy cũng không nên đòi hỏi được các nghệ sĩ dành hơn hết thời gian để chuyên tâm cho công việc của mình, họ còn phải làm nhiều công việc khác nữa. Thế thì em muốn hỏi là anh hiện nay có thể sống được bằng nghệ thuật của mình không? Và hay là anh phải đi làm các cái việc như là khác? Và anh có hy vọng là với những cái chương trình như là hiện nay có các cái website thử nghiệm thu phí để có hỗ trợ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn cho cái nền âm nhạc Việt Nam, và Việt Nam có thể có một Gangnam Style như là của Hàn Quốc hay không? Cảm ơn bạn với câu hỏi rất là hay. Và mình thật ra mình mới phát hiện ra là mình là cũng là một người khá ẩu cách là thật sự là mình download trên mạng rất là nhiều, mà mình không, bây giờ mình nghĩ rằng là đến cái lúc mà mình phải trả phí, bởi vì là nó theo thói quen thôi chứ không phải là mà theo một cái sự nghiêm túc nhất định trong mình ấy, một cái nền tảng là về vấn đề là chân thiện mỹ chẳng hạn. Lúc mình cứ download nhạc theo vô thức và mình không nghĩ rằng là mình đang là mà xài những cái tác phẩm như vậy mà không thì mất đồng nào ấy. Nhưng đến cái lúc mà cái lộ trình của cái chương trình mà nghe nhạc giải nhạc trên mạng ấy đã đang đi theo những cái con đường và những người nhạc sĩ ở trong và ngoài nước cũng vậy thôi, người ta cũng đang cổ suý cho cái việc mà thu tiền qua và download, thì mình thấy rất là bổ ích. Bởi vì là những người nhạc sĩ như chúng tôi ấy thì thật ra là cứ nghĩ đôi khi là quan tiếu, nên là ôi người ta nghe nhạc với mình thế là đủ sướng lắm rồi. Nhưng mà thực ra là để mà nếu tách bạch ra thì nhạc sĩ thì người ta sẽ sống bằng nhạc, người ta sáng tác ra này mà quan trọng nhất là được sống bằng chính cái nghề của mình ấy, thì cần nhất là cái cộng đồng ấy, và văn hóa cộng đồng, và phải xây dựng phải là cao lên thêm ấy. Còn bây giờ thường thường ở những nhạc công như anh em chúng tôi thì nhạc sĩ thì có những người thành danh và họ đã có những tác quyền nhất định, thì bên cạnh có những nhạc sĩ khác mà chưa thành danh ấy thì đã chấp nhận đi làm nhạc công, đi đánh quán các buổi tối như vậy. Thực sự đôi khi là nó cũng khá bấp bênh, bởi vì theo cái chiều hướng về cái tâm lý ấy, thì đôi khi mà đi chơi nhạc hàng đêm như vậy ấy, thì kiểu gì cũng phải là mình chơi nhạc của mình được được hết cả một tối ấy. Mà thậm chí là mình phải chơi nhạc mà theo yêu cầu của khán giả, nhạc xiến, nhạc sang, tất cả các loại nhạc. Thế đôi khi là mình đấy, mà cái lộ trình về tâm lý nó sẽ bị suy giảm đi theo cái chất sáng tạo ấy, bởi vì người ta một buổi tối người ta đã dốc hết sức để người ta làm một cái điều mà cho đáp ứng về cuộc sống ngay lúc đấy, tức là lấy ngắn nuôi dài đấy, thì dần dần thì nó sẽ đi những cái lộ trình dài của mình ấy, nó bị pha tạp, và đôi khi sẽ bị thỏa hiệp với chính cuộc sống. Cuộc sống là mình tự thỏa hiệp thôi, được, bây giờ không biết làm cách nào để mà sống và để tồn tại cả. Thế là mà đôi khi là cũng phải phải những cái yếu tố nghệ thuật ấy, nó sẽ suy giảm đi rất là nhiều. Cũng xin mọi người hãy đồng lòng cái chương trình, cái lộ trình này cho cái văn hóa cộng đồng của con người Việt Nam. Buồn sách báo bao nhiêu dòng dìu nhau chuyện kiếp.